chữ vật nó lại 8 rồi. Ồ, lần này đúng là nó, lần này đúng là nó. Lần này thì đúng là nó rồi. Đây nick của em Tuấn. Em Tuấn gửi kèo mở thẻ. Vào nick phát hiện ra em Tuấn chưa đổi tên. Đây, cờ tỷ phú. Ngày hôm nay là cái sự kiện của Gà Rán, sự kiện đầu tiên đúng không? Anh em nào muốn nạp FC mở kèo các thứ anh em nhắn cho Việt Khoa nhá. Nick này đã full vòng rồi. Tôi nghe đâu đấy cái review của những chuyên gia mở thẻ mà tôi quen biết thì nói rằng sự kiện này không ngon. Sự kiện này không ngon. Đó. Nhưng đó là họ mở anh em ạ. Còn tôi là nó khác. Tôi nó khác. Quan trọng là tôi mở. Bây giờ mình sẽ mở thử xem là với 29.000 FC thì nó ra bao nhiêu BP tươi. Để thử nhá. Không cho bấm SC à? Có cái gì đấy sai sai. Cái bàn phím này nó hỏng ra. Sửa đồ điện tử giống hệt các cụ ngày xưa. Đập 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 đập. À được à? Ô, đập thế mà được. Hợp lý. Đó. Một à 9.999.961 trừ đi 1.300 là bao nhiêu anh em nhỉ? Đừng có để tôi phải lôi cái bộ mà công cụ thần thánh nha. 8663. Đấy là BP của sự kiện này. Nạp gấp đôi các sự kiện khác thì nó cũng ra cái số BP cũng tương đối. Đấy, và nhìn qua được cái đống thẻ thì anh em thấy là gà rán nó mới phổ cập với mùa Euro cộng 1 rồi. Rồi, bây giờ mở thẻ thôi. Ui, à, sự kiện này có vẻ như rác là được này. Anh cho tôi rác à? Ủa, nhưng mà cộng 3 cộng 8. Ở này cộng 3 cộng 8. Ui dồi, cộng 5 cộng 8. Chữ vật. Chữ vật. Chữ vật nó lại 8 rồi. Ồ, lần này đúng là nó, lần này đúng là nó. Lần này thì đúng là nó rồi. Chăm chỉ một chút là được mà sao. Nói cộng 6 cộng 8 anh em ơi. Một lẻ năm nha, một lẻ năm mà con này là 107, con này chỉ số 107, hàng hiếm anh em ạ. Thuận hai chân, team color thì bố của đẹp rồi, Morata thì chùm của các thể loại team color, lính đánh thuê Morata, ngon, kê cái gì nữa, con này bán được bù, con này bù chắc, thế là em Tuấn lại gỡ được rồi, chưa gì. Đã đớp rồi. Mùa này chân 4 chân 5 à? Hẹn thế nhỉ? Mùa này chân 4 chân 5 thì hơi buồn. Thế là cũng bằng Torres. Thực ra cái mùa RTN tôi không đá mấy. Tôi chả nhớ chỉ số cầu thủ nó như thế nào. Này quả này ra Ba Lách đẹp. Ôi Pháp à? Pháp cam Zidane. Gần 2 lít. 2 lít thì là gần min rồi còn gì nữa. Top 15 2 lít là gần min. Buồn. Buồn. Đây, mở thử gói 97 xem nó ra cái gì khác không. Mà lại Tây Ban Nha. Tây Ban Nha cam Olmo. À Brahim tổng. Quán này min là 1 lít à? Min 1 lít. Mở ra 7 lít là đẹp. Số 7. Con số ma thuật. Lại Pháp. Lại cao. Nói chỉ định Zidane chăng? Những cái mùa như là mùa Euro rồi xả cộng 5 mà anh em. Anh em quan tâm là cái gì sớm.
Quan trọng bây giờ là mang vào đá nó phải vui. Mấy con mùa New Gen này anh em búp những cái team color như tuyển Pháp ấy, tuyển Pháp năm 23-24 đấy, tuyển Pháp Euro 24 team color mới búp thôi rồi, ngon thơm giòn. Đấy. Số tiền gửi 5.000. Bà cô la, bà cô lủng. Mà mở can bon anh ạ, SK này đắt mà không DC thơm lắm. Ô vãi, đã bảo color tuyển Pháp rồi, Bassi à? Đúng là Bassi rồi. Một hậu vệ quốc dân mới nổi ở thời điểm này, Bassi. Ờ cũng được, cũng được, dùng được. Thực ra cái sự kiện này quả vừa rồi mở nó Morata là nó cũng hoàn vốn rồi đấy, hai con Zidane là cũng đỡ rồi. Con Bassi này là bây giờ nhiều tuyển thủ người ta dùng đấy, tôi nghĩ là nó cũng khá dễ mua thôi, khá dễ mua thôi. Bassi, Onana các thứ đợt này gà rán xả thì anh em vừa LN này cộng hòa xét, ui giời ơi xét LM là ngon rồi. Xét có mỗi hai con ra quả LM nó ngon rồi, LM LM thôi, ma ven nét vét rồi. Con này thì giá phôi, con này giá phôi anh em ơi. Thực ra là gói LN ôn mở ra check là cũng được rồi, là cũng ngon hơn nhiều rồi so với mấy quả Crespo với lại là Muriel Pep các thứ rồi, vượt qua lung bớt lung bổng rồi, nhưng mà vẫn tiếc. Giờ TN này, ui gói này mà ra con nào mà chỉ số tầm 105 trở lên là bá đạo rồi. 101 mà mở thành 105 trở lên là bá đạo lắm rồi anh em. Mà anh em tin tôi, có kèo CM à? Thú. Trời ơi, không nghĩ ra con nào. 102 anh em ạ. Vớ vẩn. Vớ vẩn anh em ạ. Gói này mà ra du béo là đẹp. Du béo cộng 9. David Ospina. Đâu chỉ có hàng thủ với GK thôi. À có, à có hàng thủ GK. Ờ thế củ tỏi, củ tỏi, củ tỏi, củ tỏi. Củ tỏi. Củ tỏi. Củ tỏi ra mốt. Đó. Anh em ạ. Gà rán xả thì xả cái gói nhìn phèn này. Hàng thủ với GK cái tưởng du béo luôn. Quỷ quá. Cứ tưởng thế nào cơ. Ơ CB Golden Rocky thôi bố mẹ rồi. Cộng 9 ma tip anh em ạ. Giả lập cộng 10. Ma tip chạy nhanh quá. Chạy 99. Nếu mà con này mình xét ở cái tiêu chuẩn là cho nó đá cánh thì có khi cũng được. Nhìn nó cho FC. Cho nó đá cánh. Tiêu chí cho đá cánh thì cũng được hả? Hậu vệ cánh theo cái dạng là vơ bèo gạt tép bố của vớ vẩn thì được, còn không thì đập cộng 10 thôi. Gỡ bên trả được bao nhiêu anh em, phải hơi muộn. 8.600. Máy của Sơn nó vọng ngược lại tiếng. Ơ giờ người Pháp CDM ui Makelele rồi. Makelele à, Makelele hàng phôi anh em ạ. Cũng được, cũng được, cũng được. À, phôi cũng được. Gói này là gói 103, mở ra con 107. Có phôi là cũng ngon rồi, 2.000 là gỡ rồi đấy. Quả đấy nhá mà người Pháp và CM đấy là được thêm 700 nữa và thành Vira 3.000 mấy. Mà quả này lại ra LN tiếp là đẻ. Không thì Spotlight Rudiger. Ồ, mùa FA. Ôi dồi, Choupo-Moting nhỏ. Biết ngay mà. Anh là thần tượng kênh. Hôm rồi em nào bảo là tặng anh Bình con F3 cộng 9 thì sao chả thích nói gì. Thần tượng của anh đó ạ. Có cứ mang đây. Có thì cứ mang đây. Nhận luôn. Đỡ bị lọng chưa anh? Ờ đỡ rồi. Tinh vật của kênh không bao giờ là bị chê cả. Tuyệt vời luôn. Quả này mở ra con hổ lùn. Hổ lùn là đẹp. Nào. Hổ lùn là đẹp. Cho về đá siêu cúp anh. Ui dồi người Đức à? Người Đức lại còn CB.
Mình làm quan sát. Được, 1.500.000 cơ mà anh em. Con này lên giá ghê thế. Ôi giời, ngon. Trời ơi, tôi mở ngon mà. Đấy, ông nào chê sự kiện lởm, đó là các ông chưa xem tôi mở thôi. Các ông chưa xem tôi mở thôi. Con này em nhớ là hồi trước khi mà hay đá giải là chỉ 700, loanh quanh 700 xả, bây giờ lên 6.700, gấp đôi. Là vì có mấy anh em người ta book, người ta đá giải. Người ta book, người ta đá giải, cho nên là nó lên giá anh em. Lên gấp đôi giá, ngon quá. Ê xài ơi, nãy giờ mở phải ngừa 10.000 tỷ rồi. Thế mà các thầy cứ chê rồi. Quả này ra một con ITM này. Quả này nó lại ra một con ITM này, bìa trắng này. Bìa trắng này. Bìa trắng, à không được à, EBS. Ô, ui CF. Làm gì? Trời ơi, nó đã ra bồ đầu nha, hàng công rồi. Và nó không nhích lên con CR7 nhỉ. Ê, 104 cậu, không nhích lên CR7. Tàm quả Nani. Nani giá Nani coi như là 6 lít. Nhích một tí nữa là có anh Liêm chơi rồi. Nani. Đấy, 104 rồi anh em. Vẫn có nhiều kèo bịp thật. 104 bồ đầu nha rồi. Nhảy kìa. Nào. Mở hết một lần à? Anh em chất chơi thế nhở? Anh em cứ nạp đi, tôi mở cho. Mở hết một lần cho. Mà tôi vẫn mong có một con bìa trắng. Vẫn không được, vẫn là spotlight LM. Ô từ từ, hỏng hỏng. Danzuma bị giảm giá ghê nhỉ. Danzuma có cái thời điểm mà nó lên gần 3.000, bây giờ nó còn có 700. Nhìn giá anh em ạ. Phận hai chân Danzuma mà giá thấp quá. Trong sự nghiệp của Son Heung-min chỉ trượt có hai quả đối mặt. Một quả là cái thời đang còn trẻ đá ở giải Đức. Thời không kiếm tiền. Chưa giờ xịt đối mặt ở ngoại hạng Anh. Cho đến thời điểm gặp Ortega. Đấy. Tin thế đéo là được anh em. Tin thế đéo là được. Má. Đi. Người Pháp CF Cantona rồi chứ còn gì nữa. Cantona cái đẹp man. Zilla. Ôi tưởng là Zilla này kiểu còn cái ám ảnh của nó là kiểu LVK hay là gì đấy, không nghĩ là CF, nghĩ là Cantona. David Zinola tự nhiên là trà trộn vào gói này, ông phá lắm đấy ông Zinola. Ông là ông phá lắm đấy. Vẫn là người tốt gà. Vẫn là người tốt gà. Hai đứa tốt gà rồi. Huyền thoại tốt gà. Cũng là thôi chấp nhận được. Mở đi thầy xem cho vui. Đã chắc là vui chưa? Anh Duy nói linh thật, Morata ngon nhất. Duy. Sao Duy lại chê bạn? Ủa, Lewandowski. Ủa sao giá nó phèn này, có 1-2B này anh em. Upamecano này. Trời. Mà em nghĩ mùa rồi này sẽ tăng tỷ số khá là cao bởi vì lương nó cao đấy. Nó sẽ tăng nhiều tỷ số. Nó sẽ tăng khủng khoảng anh em ơi. Nó cũng cố gắng để nó nhét cái content bóng đá ngoài đời, nhất là những cái cầu thủ nào mà nó có tin đồn chuyển nhượng ấy, anh em quan tâm ấy, đấy thì nó sẽ manh nha. Nó nhảy giá để cho anh em bú chứ. Nhưng mà đây, tổng kết sự kiện full kèo của Nick này. Morata này là chắc chắn là nó phải được cao giá hơn. Morata này không thể là cái giá này được. Thôi tôi cứ cho như con Morata này là cũng đúng giá như thế đi nhá. Thế thì hai thằng này, hai thằng đầu tiên đầu bảng là 4.500 rồi này. Thêm con Hugh. Con này là thành 6.000 rồi.
check với Dam Zuma là 7.700 rồi, 8.300, 9.000 rồi. Taxi có sổng các thứ ở dưới này 10.000. Sự kiện này của Nick Vạn Tuấn là mở được 19.000 anh em. Sự kiện này là 19.000 tỷ. Rác là để trừ thuế nha anh em nhá. Rác để trừ thuế. Anh em mình không mở rác nhiều. Cả một đống rác này để trừ thuế. Full sự kiện là bao nhiêu FC? Full sự kiện là 29.000 FC, mở ra 19.000 tỷ anh em. Đấy. Nhưng mà đấy là vòng này thì tôi mở thì cũng gọi là được. Chứ không bị lở. Mở thế là cũng được rồi. Đấy. Thì là được 19.000 tỷ, còn anh em nào mà tay thối, mà chắc là anh em tay thối rồi. Thì anh em mở sẽ ra khoảng đâu đấy 16.000. Khoảng 16.000 nhá. Cảm ơn vì đã theo dõi hết video. Hãy bấm đăng ký theo dõi kênh của mình và nhớ bật nút chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mình ra trong tương lai. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.